xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Giữa làn sóng của đài, chương trình Sống Đời Sống Phật trên đài ABC ngày hôm nay. Và giờ này xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Thưa Thầy, vừa rồi Thầy đã nói qua điều thứ 5 của 10 điều trọng yếu của sự tu hành, đó là phóng sinh cứu mạng. Và xin Thầy nói tiếp theo về những điều mà có lợi cho mình nếu mà mình phát tâm và không sát sanh mà như là phóng sinh. Cảm ơn cô Nhật Phúc. Khi mà chúng ta phóng sanh cứu vật đó thì nó có rất nhiều cái điều lợi. Trước mắt là chúng ta thấy cái tâm hồn của mình nó bình an, mình cảm thấy mình có nhiều cái niềm vui, có những cái sự hoan hỷ, sự an lạc ở trong tâm hồn. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy một con vật đang sợ hãi, đang chuẩn bị đi vào cái quả chết đã được mình cứu sống, cho mình thấy mình vui vì mình làm được một cái việc thiện, một cái việc tốt. Thứ hai, mình hạn chế cái sự lo lắng, sợ hãi. Bởi vì nếu mà mình giết người thì sao? Lo lắng, sợ hãi dù cảnh sát chưa có bắt thân nhân họ, chưa có kiện cáo, hoặc giả là bà con họ chưa có tìm cách trả thù, nhưng mà trong lòng mình luôn luôn nôm nốt lo âu, sợ hãi. Đó là chưa nói cái quả báo chắc chắn sẽ phải trả. Cho nên mình cứu được cái mạng sống của một con người hay con vật, mình cảm thấy mình vui, mình thấy cái tâm của mình nó rất là hoan hỷ. Cái thứ hai là mình tránh được cái quả báo của sát nghiệp. Cái thứ ba, khi mà mình phóng sanh cứu vật, mình sẽ được trường thọ, tức là sẽ được sống lâu. Có một câu chuyện mà thưa quý vị đó, thỉnh thoảng chúng tôi thường kể mỗi khi có liên quan đến việc phóng sanh không sát sanh. Đó là một câu chuyện rất phổ biến ở trong Phật giáo của mình. Câu chuyện đó được ghi như thế này. Ngày xưa đó, tại một cái tu viện đó, có hai thầy trò. Và cái vị thầy đã thấy được người đệ tử còn trẻ của mình có những cái biểu hiện của sự lâm chung, cho nên mới dạy người đệ tử của mình là hãy về để thăm ba mẹ và bà cô. Thì trên đường từ chùa về nhà, chú tiểu đó đi ngang qua một cái dòng nước nhỏ và thấy một cái bầy kiến nó đang bám ở trên một cái cành cây mục. Cành cây đó từ ở trên cây rớt xuống dòng nước. Và chú biết là nếu mình không cứu cái bầy kiến này thì chắc chắn sẽ bị dòng nước nó cuốn đi và nó sẽ nhận chìm. Như vậy thì bầy kiến đông đảo như thế này sẽ bị chết. Cho nên chú cởi cái y ra, chú dâng ngăn cái dòng nước và chú vớt cái đàn kiến đó lên. Xong rồi chú mới bắt đầu tiếp tục đi về nhà. Và về nhà thăm gia đình, bà con, dòng họ. Xong rồi thì chú trở lại về. Chú về lại chùa. Sư phụ của chú, thầy của chú rất là ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì nhìn cái sắc diện của chú nó khác, thay đổi. Không có cái dáng vẻ sắp chết như là trước đây nữa. Thần khí nó tươi tỉnh. Và ngài rất là ngạc nhiên. Sau đó ngài mới nhập
định và quán tưởng thì Ngài hiểu được. Và Ngài cũng hiểu rất là rõ về vấn đề nhân quả. Tuy nhiên, Ngài kêu chú Tiểu, người đệ tử của mình đến, hỏi chứ, trên đường về nhà, con có gặp việc gì hay không? Thì chú nói rằng là, dạ không, con cũng bình an, chứ không gặp cái trở ngại gì hết. Về nhà thăm ba mẹ cũng mạnh khỏe, bà con láng giềng, mọi sự cũng tốt đẹp. Nhưng mà sau đó thì chú nhớ lại, trên đường về nhà thấy cái đàn kiến bị rớt trôi ở trên cái dòng nước, cho nên chú đã cứu nó. Và chính vì cứu đàn kiến mà thay vì 10 ngày nữa chú chết, thì chú đã tiếp tục kéo dài cái đời sống của chú. Cái nhân là cứu đàn kiến, và cái quả là sao? Không bị chết yểu, mà ngược lại đó, được trường thọ, được sống lâu. Cho nên cái lợi ích của cái việc phóng sanh, việc cứu vật, cứu người là được sống lâu, rồi được hạnh phúc, được an vui. Nó có nhiều cái công đức rất là lớn, nhiều cái lợi ích rất rất là lớn lao. Chính vì cái lợi ích lớn lao đó mà chúng ta cần phải phát tâm phóng sanh, cứu vật, và phát nguyện là không có giết người, không có giết vật, không có tự sát, không có giết bất cứ một cái gì, kể cả mình tàn phá môi sinh. Đó là cái điều rất là quan trọng mà hiện nay thưa quý vị, xã hội rất cần đến một cái đời sống của tất cả lòng từ bi, không có sát sanh hại vật, ngược lại phát tâm phóng sanh và cứu vật. Có một cái câu chuyện khác mà người ta ghi lại rất nhiều, đó là một người thấy một con rắn ở ngoài vườn. Rắn đó dù rất là độc nhưng mà anh ta không có giết liền. Anh ta bắt con rắn đó bỏ trong cái bao bố và đem vào trong rừng để mà thả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thấy con rắn xuất hiện, anh vẫn tiếp tục anh làm cái công việc đó. Anh không có giết mà anh mang con rắn đó anh bỏ trong rừng, trong núi xa hơn. Nhưng mà thời gian khác thì nó lại đi về. Anh thấy như vậy cho nên anh bắt đầu anh nuôi. Anh cũng cẩn thận nhưng mà anh nuôi. Một hôm nọ đó, anh đưa ngủ, anh nghe cái đuôi rắn nó đập, đập rầm rầm ở bên cái vách tường. Anh thức dậy. Anh thức dậy thì anh thấy điện ở trong nhà đang chạm và nó phát hỏa. Cho nên anh mới dập tắt cái dòng điện đó. Anh vừa vậy mà nhà của anh không có bị cháy, không có bị hỏa hoạn. Nếu mà không có cái sự trả ơn của một con rắn như vậy thì có lẽ trong cái giấc ngủ anh không thể cứu được cái cơn hỏa hoạn vì điện trong nhà anh bị chạm. Do vậy mà cứu vật là vật trả ơn. Ông bà tổ tiên chúng ta nói cứu vật là vật trả ơn, mà cứu nhân là nhân trả oán. Mà cô nghĩ sao về cái câu này? Cô có thường nghe không? Cô Nhật Phúc có nghe câu này không? Con đã nghe qua cũng như là ba mẹ của con đã nói. Và trong qua những câu chuyện thầy kể thì con cũng nhận ra rằng là không phải là cứu người và giúp người không, mà những cái điều nhỏ nhặt như là cứu vớt những động vật hay là kiến hay cái gì đó không giết hại thì cũng rất là có lợi cho gọi là không phải không quả báo, mà cái từ ngược đó là gì thầy? Ngược lại là có được cái phước báo. Phước báo đó, có được cái công đức của mình. Mình được trường thọ đó. Đó. Thì thưa quý vị, trong các bộ kinh, bộ luận thường dạy là thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung, bất xả nhất pháp. Có nghĩa rằng là trong cái phạm trù lý tánh tuyệt đối, trong cái gọi là chân lý, nó dứt trừ tất cả những cái điên đảo vọng tưởng, những cái tà kiến vân vân. Thì sao? Ở trong cái thực tế lý địa đó, mình không có thọ nhận, dù đó chỉ là một cái hạt bụi rất là nhỏ. Nhưng mà trên cái mạch phương tiện thì mình không bỏ bất cứ một cái điều thiện nào, dù cái điều thiện đó
là cái điều thiện rất nhỏ. Chẳng hạn như mình ra ngoài đường, mình thấy cái mé chai, mình liệm mé chai, mình thấy cái đinh, mình liệm cái đinh. Mình không muốn người khác lái xe cán lên đinh hay trẻ em đạp mé chai, vân vân. Cái điều rất nhỏ mình cũng quan tâm để thực hiện. Con vật rất nhỏ, chẳng hạn mình cứ tưới bông, tưới hoa, tưới cây ở ngoài vườn, mình thấy chung quanh nó có nhiều con kiến, có nhiều con trùng, mình không nên tưới xấu xa để làm cho những con kiến, con trùng đó nó bị chết, bị thiệt mạng. Cô Nhật Phúc có tưới bông, tưới hoa, có thấy những cái trường hợp như vậy và đem cái tâm để mà cầu nguyện, để mà cứu nó không, hay là cũng tự nhiên tỉnh như vậy? Dạ, dạ lo con cũng ra vườn tưới hoa, tưới cây thì là lúc nào cũng có kiến hay gì đó trên hoa. Thì tưới thì con ráng tưới ở dưới thôi, tưới ở trên để tưới cho hoa thôi, chứ không có cái tâm mà phải tưới cho nó chết trôi đi. Thì đó, thì thưa quý vị, một con người á, thì một cái giọt nước nó không có là gì cả. Nhưng mà đối với con kiến, một cái giọt nước nó giống như một cái dòng lũ. Cơn bão hay gì đó. Dạ, cơn bão, phải không? Dạ. Thành thử ra mình phải khéo. Ngày xưa đó, trong những cái sách, nhất là 24 Oai Nghi, trước khi mà làm cái gì, tức là khi còn làm chú tiểu, bây giờ cũng phải áp dụng. Hồi xưa học, nhưng mà bây giờ vẫn còn áp dụng. Mình lấy nước, mình phải động để những con gián, con gì đó nó chạy đi. Phải khua để mà những con vật nhỏ nó nghe cái tiếng động, nó chạy. Trước khi mà mình dùng cái gì, trước khi mình... hồi xưa Hòa Thượng, bổn sư của chúng tôi, mỗi khi mà Ngài đi đâu, Ngài quơ cây quơ gậy, làm động như vậy để những cái côn trùng chung quanh đó nó có thể nó tránh, và nhờ vậy mà Ngài không có đạp lên nó. Đó cũng là một cái cách để mà chúng ta bảo vệ cái lòng từ bi của mình, bảo vệ cái giới gọi là không được sát sanh. Thưa quý vị, nói chung á, nếu mà chúng ta không giết hại, dù là giết mình, tự sát, hay là đích thân giết những người khác, vật khác, tàn hại môi sinh, chúng ta tuyệt đối không làm. Ngược lại, chúng ta cố gắng cứu người, cứu vật, bảo vệ môi sinh. Và như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái công đức lớn. Chúng ta sẽ được sống lâu, chúng ta sẽ được mạnh khỏe, chúng ta sẽ được trẻ trung, chúng ta sẽ được giàu có, chúng ta sẽ được an lạc hiện đời, giải thoát. Và trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục sống một đời sống thật sự hạnh phúc, an lạc. Dạ, dạ con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Nếu có những thắc mắc hoặc nhu cầu tâm linh, hoặc có những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hân hỷ cứ liên lạc đến trụ điều ngự, số phone là 714-890-9513, hoặc đến trụ diệu pháp ở số phone 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng